một cảnh tượng rất xì trùm. Các xì trùm đang xì trùm cho mùa thu hoạch. Tí lùi. Báo cáo thưa tí vua. Sao con không giúp mọi người làm việc? Dạ con cũng định như vậy thưa tí vua, nhưng con đau đầu kinh khủng luôn á, còn bị đau lưng nữa, và bao tử của con cũng rất khó chịu. Được, và sau khi nghỉ ngơi hãy đi lấy nước mau lên. Dạ thưa tí vua. Ta cần phải uống miếng nước. Tụi con cũng muốn uống nước, nhưng tí lười không bao giờ chịu đi lấy hết. Không lấy nước mình dám cá là tí lười lại ngủ nữa. Và khi tìm thấy mình sẽ cho cậu ta một trận mới được. Bởi vì không ai giỡn mặt với tí vua này mà lại có thể hả? Hãy đi vô rừng và lấy củi về mau lên. Dạ thưa tí vua. Ý kiến đó rất là hay thưa tí vua. Không có chỗ cho người lười biếng đâu. Con đã luôn xì trâm như vậy. Tí tham ăn cũng vậy luôn. Rất cần phải tập thể dục. Công việc, lúc nào cũng công việc hết. Đừng có cầu nhạo nữa tí lười. Tí vua đã dặn là chúng ta phải làm việc cùng với nhau như là một đội. Sau tất cả mọi chuyện thì làm việc chăm chỉ cũng đâu có chết ai đâu. Mình nói đúng không? Không. Những gì mình nói chỉ mang tính lý thuyết mà thôi. Mình không muốn làm, mình chỉ muốn nằm ngủ trưa thôi. Còn mình chỉ muốn có một vỏ thật lớn. Dâu xì trâm. Mình thì không muốn ăn. Một đêm tuyệt vời để ngủ. Một giấc ngủ ngắn sau đó sẽ quay trở lại làm việc. Tí lười. Chuyện gì vậy? Bạn là ai vậy? Tôi là Cicero. Bạn đã làm việc quá sức rồi đó. Đúng như vậy. Bạn cần phải được nghỉ ngơi. Tôi có một nơi rất tuyệt cho bạn. Khoan đã, là nơi nào vậy? Đương nhiên là thiên đường. Nơi không cần làm việc, không trói buộc bởi những trách nhiệm và không cần nghe lời ai hết. Chắc chắn là bạn sẽ rất thích. Nhưng mà tôi... Tí lùi ơi. Thôi được rồi, tôi sẽ đi, nhưng chỉ đi vài phút thôi. Bạn thiệt là dũng cảm, đi lối này. Ê, cậu ấy kìa, tí lùi, cậu đã ở đâu vậy? Tiếp tục làm việc nhanh lên. Đi mau. Ê, cậu có thấy không? Tí lùi đã đi vào trong cái thác nước đó rồi kìa. Thác nước hả? Mình có ý này. Bây giờ cậu đi theo cậu ấy vào trong thác nước. Còn mình thì ở đây canh chừng đống củi này nè. Thôi đi, cậu lo đi vào trong đó đi, đừng có nói nhiều. Khoan đã, mình vẫn chưa bàn xong vấn đề này mà. Wow. Xin chào. Chào mừng tới thiên đường này. Ta là Marcus, ông chủ ở đây. Bất cứ cái gì bạn ước muốn đều có ở đây hết. Ôi tốt quá, cảm ơn ngài Marcus nha. Tuyệt, cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà chúng ta không thể ở đây, chúng ta cần phải đi gom củi về đó. Củi hả? Cứ lấy thoải mái đi. Dạ, còn một chuyện là tí vua đã dặn không được nói chuyện với người lạ đâu. Nhưng cậu đang đứng giữa những người bạn mà. Mình nghĩ là tí vua sẽ nổi giận khi biết chúng ta. Thôi mà, cậu đừng có nói những câu cũ rích ấy nữa. Đúng vậy, tí cẩn. Thư giãn một chút đi. Các bạn hãy vui vẻ đi. Cuộc đời này ngắn lắm đó. Mình đã nằm ngủ trên tất cả giường ở đây, và bây giờ không thể ngủ thêm được. Còn mình cũng không thể ăn nổi nữa rồi. Mình chán quá. Mình cũng vậy. Thiệt là chán. Thưa ngài Baker. Baker. Các bạn cần thêm gì nữa? Thêm chăn gói hay là thêm bánh ngọt vậy? Thêm sự sôi động đi. Chúng tôi chán quá chừng. Tôi cũng vậy. Ta cũng vậy. Chơi trò chơi đi ha. Chơi trò trốn tìm được không ông chủ? Trò đó vui lắm. Chơi trốn tìm hả? Tôi chưa từng nghe tới.
vui lắm đó. Các bạn đi trốn và bọn ta sẽ đi tìm. Bắt đầu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trò này vui quá à. Họ không thể tìm ra chúng ta đâu. Hy vọng là không. Chạy trốn lòng vòng là mình mệt quá. 8, 9, 10. Sẵn sàng chưa đó? Chúng tôi bắt đầu đi tìm đây. Nếu cần sôi động thì chúng ta sẽ làm cho sôi động. Có nhìn thấy họ không? Không, nhưng ta có cảm giác là họ đang ở chỗ này. Tôi nghe thấy chỉ có hai giọng nói. Có vẻ như là ta bắt hụt một tên rồi. Tí lời, cứu bọn mình với. Hả? Bọn mình đã gặp chuyện rồi sao? Kéo bọn mình lên đi tí lời. Không có giờ ở yên được. Nhưng mà cách nào các cậu rớt xuống đó vậy hả? Ai biết đâu, chỉ tự nhiên nó rớt xuống à. Mình hiểu rồi. Mau lên, hãy tìm chỗ nào trốn tốt hơn đi. Sao hả? Ngạc nhiên chưa? Cái gì? Bọn chúng trốn đâu mất rồi? Đừng lo ông chủ, chúng không thể đi xa được đâu. Phải, đúng vậy. Ta cá là chúng đã đi hướng này. Họ không thể nào tìm ra chỗ này được đâu. Coi chừng kìa. Nè, sao hai cậu chết kìa vậy? Tụi mình đâu có chơi gì đâu. Cái tượng nó cử động chứ bộ. Phải rồi, và mình cũng cử động tới bộ nó yên tĩnh hơn. Nè, đợi mình với. Để coi các ngươi chạy đi đâu nha. Hả? Chúng lại trốn nữa rồi. Chúng ta thì muốn nổi điên luôn đi nè. Bình tĩnh ông chủ, bình tĩnh. Lần này chắc chắn ngài sẽ tìm ra bọn chúng. Dĩ nhiên là sẽ tìm ra chúng. Bởi vì chúng có trốn ở chỗ nào đi nữa thì ta nhất định sẽ tìm ra bọn chúng. Đã thấy rồi, một lần nữa ta lại thắng. Ôm nhanh lên, hãy đi theo con đường này. Nhìn nó có vẻ nguy hiểm quá à. Trò chơi này đã đi quá xa rồi. Nào Cicero, đã đến lúc chúng ta phải dừng cuộc chơi với lũ xì trùm và chuẩn bị bữa tối. Cậu nói đúng đó, nơi này thật là nguy hiểm. Ấy, cũng không tệ lắm đâu, mình thấy có mùi thức ăn mà. Tin nhắn từ Marcus. Tối hôm nay có thực đơn đặc biệt. Vậy là tối nay chúng ta có khách sao? Là tụi mình á. Đúng vậy, Marcus muốn ăn món súp lơ xì trâm. Món súp lơ xì trâm hả? Ông vậy không ổn rồi đó. Hay, ra khỏi chỗ này đi. Các người muốn đi đâu hả? Không. Và bây giờ cuộc chơi đã kết thúc. Đã đến lúc các ngươi phải trả tiền rồi. Trả tiền? Nhưng chúng tôi cứ nghĩ chuyện này là miễn phí chứ. Miễn phí hả? Lũ xịt đùm ngu ngốc. Phải có ai đó nấu thức ăn cho ta, đốn củi cho ta, chăm sóc khu vườn của ta. Có đúng không? Có điều, bởi vì các ngươi quá nhỏ bé để làm những việc này, cho nên chỉ còn cách là để các ngươi lên đĩa ăn tối của ta thôi. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Ông chủ yên tâm. Các ngươi không bao giờ trốn thoát được đâu. Không bao giờ. Bởi quyền năng của ta, hãy nghe lệnh ta. Hãy chặn lũ xì cơm lại trước khi chúng trốn thoát. Nè, thả ta ra. Cứu, đợi mình với.
Làm gì ra vậy? Tôi đi. Chạy đi. Tí Lùi ơi, bọn mình tìm cậu khắp nơi luôn á. Tí Du đã dặn phải trở về trước chiều tối rồi mà. Bây giờ chúng ta đã trễ rồi đó. Ôi, rất vui gặp lại các cậu á. Sao cậu nói vậy? Tốt lắm các sĩ trung, chúng ta đã sẵn sàng cho mùa đông theo thời gian sĩ trung. Và chúng ta không thể làm được nếu các sĩ trung không cùng góp sức với nhà. Tí Lùi, con là sĩ trung duy nhất còn tỉnh táo. Sao con không cùng các sĩ trung đi vào thiên đường vậy? Con đã tới thiên đường đó rồi, thưa tí vua. Nó không thú vị bằng ở đây chút nào. Được rồi, các sĩ trùm kéo. Mình phải ghét kéo lên. Tưởng hợp dụng cụ giùm mình đi, tí dụng về ơi. À, đừng thôi tí cận. Ôi trời ơi, chân của ta. Ôi da, ta cần phấn hoa tuyết để chữa vết sưng ở trên chân của ta. Ôi, nhưng mà ta không thể về lấy được phấn hoa tuyết. Đừng lo lắng tí Du ơi, để con về lấy cho. Tí dọn về, tất cả là do lỗi của cậu. Cậu nên về lấy phấn hoa tuyết ngay lập tức, nếu không tí Du sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Trời ơi. Rồi đây thưa tí vua, con đã có hết sức rồi. Được rồi, cậu hãy đưa nó cho mình đây. Con về rồi nè thưa tí vua. Nhưng tí cận, điều này không công bằng chút nào. Để con. Bị rớt xuống sông rồi. Đừng có lo lắng thưa tí vua, con sẽ về lấy thêm nhiều phấn hoa tuyết nữa cho ngài. Hả? Nhưng chỉ có một bông hoa tuyết trên khắp thế giới thôi. Và nó chỉ nở một lần trong một năm. Và bây giờ nó sắp chuẩn bị nở rồi. Nói cho con biết ở đâu đi, con sẽ đi lấy liền. Ta rất vui khi con nói vậy đó tí cần à. Và thật sự bông hoa tuyết mà ta cần hiện giờ đang mọc ở trên đỉnh núi Bằng. Trên đỉnh núi Bằng. Nghe đi các sĩ trùm, các con không được phép hái hoa tuyết. Chỉ cần mang phấn hoa về, như vậy bông hoa tuyết vẫn có thể sĩ trùm hoa hàng năm. Dạ thưa tí vua. Các sĩ trùm tiến lên. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Thượng lộ bình an. Sự dũng cảm của các cậu sẽ không. Tí đồ ơi, mình khát nước quá. Mình đã quên đi tắm nữa. Mình còn chưa dọn dẹp phòng ngủ. Cho mình về nha. Hãy thoải mái đi tí cận. Không có gì phải lo lắng hết á. Không có gì đâu mà. Nè tí đô ơi, mình có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi á. Bị theo dõi hả? Thôi đi nào tí cô nương. Nhưng sau chuyện này, mình bắt đầu có cảm giác hơi rùng rợn rồi đó. Chúng ta hãy tìm phấn hoa tuyết và sau đó nhanh chóng rời khỏi đây đi. Nhìn đi, nó kia kìa. Hoa tuyết nhìn cũng đẹp quá ha. Người cuối cùng tới được chỗ hoa tuyết chắc chắn cũng bị đông cứng rồi. Cái hố này ở đâu ra vậy? Mình cũng không biết nữa. Và mình không nghĩ chúng ta muốn biết đâu á. Hãy nhanh chóng xì trùm phấn hoa và quay trở về. Được rồi, sắp tới rồi, cẩn thận đó. Mình không thể leo cao hơn nữa. Mình là xì trùm nhẹ nhất, hãy để mình lấy cho. Thiệt là liều lĩnh đó tí cô nương. Tốt nhất là cậu nên leo không, leo mình xuống làm đi được mà. Tí cô nương. Tí cô nương rớt xuống vực rồi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên tí cô nương. Đ-
điều duy nhất chúng ta có thể làm là thực hiện điều ước cuối cùng của cô ấy. Mang cái này về giao cho tí vua. Phải làm vậy đó. Đúng rồi, làm vậy đi. Không được rồi, chúng ta đã mắc kẹt rồi. Mắc kẹt à, mình biết mà. Tí vua ơi. Nè, bình tĩnh đi mọi người. Bây giờ chúng ta hãy tìm cách báo cho tí vua biết vấn đề này đi. À, chúng ta có thể sử dụng tín hiệu khói được. Không biết các xì trâm phải chuyện gì. Đúng ra chúng đã về từ lâu rồi. Con có thể thôi được không? Con xin lỗi thưa tí vua. Tí vua ơi, hãy nhìn coi. Là tín hiệu khói được xì trâm từ núi băng. Các xì trâm đang chờ ta. Nhanh lên lấy xe trượt tuyết. Làm ơn đừng giữ ta ở đây, ta muốn quay lại với các bạn xì trâm. Hãy nhìn đi, ta không thuộc về ngươi và không thuộc về nơi này, thả ta ra. Đừng khóc, ta cảm ơn món quà của ngươi, chỉ là ta sắp đóng băng rồi. Cảm ơn, nhưng ta đói bụng quá. Nhưng ta cần cái gì đó khác xì trâm hơn miếng băng này. Chỉ có tí vua ở đây ha. Giờ tí vua mơ mà. Quái vật nổi điên rồi kìa. Nhà chúng ta bị dồn vào chân tường rồi. Chúng ta chỉ còn cách là chống lại nó thôi. Nhanh lên các cậu, hãy lấy tuyết ném nó đi. Hãy đi mau. Đi đây. Tốt lắm các sĩ trung, chúng ta gần tới rồi. Dừng lại, đây chính là nơi hoa tuyết thường xì trâm lên, nhưng nó đã biến mất rồi. Và các xì trâm đâu mất tiêu rồi? Từ những dấu vết ở đây cộng với đường rượt dài này, thì ta nghĩ tất cả các xì trâm đã bị rớt xuống đây. Ôi, tí tham ăn ơi, từ nay không được nghe tiếng bao tử của cậu sôi nữa rồi. Và tí dụng về sẽ không bao giờ còn làm rớt mũi lên chân của ta nữa. Các sĩ trâm yêu quý của ta. Họ còn sống. Tí cô nương, tí cô nương. Tí vua ơi. Ôi, rất vui được gặp lại mọi người. Tí vua ơi. Đây nè, tụi con đã hái được hoa tuyết rồi. Các con giỏi lắm. Giờ hãy đuổi theo quái vật để cứu tí cô nương. Ta sẽ chữa chân ta bằng cách này. Lần thứ hai ngươi đã xịt trâm cho ta đó. Chuyện gì xảy ra với chân của ngươi vậy? Nó kia kìa, tí cô nương chắc là ở trong đó. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ bắt được nó mà. Tấn công. Nè, ngươi đem ta đi đâu đó? Hãy đứng lại tên ngác kia.
công rồi. Hay ta. Thả tí cô nương ra. Cậu ta chỉ muốn tiếng cô nương thôi. Cô nương à, các cậu hãy dừng lại, đừng làm nó sợ mà. Nó không phải là một con quái vật xấu đâu. Nó rất cô đơn và chỉ muốn mình ở đây với nó thôi. Quái vật tuyết, bọn ta không có ý làm hại người. Đây là một phấn hoa tuyết sẽ xịt trong chân người không còn đau. Thấy chưa, cây hoa tuyết chỉ có thể xịt trong băng giá và tuyết. Và tiết cô nương chỉ có thể xịt trong ở nơi khí hậu ấm áp trong ngôi làng của xịt trong. Cũng giống như cây hoa tuyết chỉ có một tiết cô nương trên khắp thế giới. Và bây giờ cây hoa tuyết không còn nữa. Hãy nhớ kỹ, chỉ xì trâm vừa đủ chúng ta cần. Cảm ơn vì đã chia sẻ hoa tuyết với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xì trâm lại vào năm tới khi hoa tuyết lại xì trâm một lần nữa. Có nghĩa là bọn ta cứ mỗi năm sẽ tới xì trâm ngươi. Tạm biệt. Hôm nay chúng ta vinh danh tất cả các sĩ trâm, những người đã dám sĩ trâm sinh mạng của mình đi tìm cây hoa tuyết, và rất vui khi các con đã trở về. Hả? Cứ tưởng cậu tiêu rồi. Không, chỉ đói bụng chút xíu thôi. Ăn thêm bánh không? Thêm lá xá xị nữa. Nếu các cậu không phiền thì mình ăn hết được không? Ngài Tí Du ơi, con có một món quà cho ngài nè. À, phải, thay vì những chuyện rắc rối thì thật tốt khi mọi thứ xì trâm lại như bình thường.